Unit 3 O sound. Ở bài này chúng ta sẽ học về âm O. 1. Vocabulary. Home. Home. Nhà, mái ấm. Home. Bone. Bone. Xương. Bone. Rope. Rope. Dây, rope. Cone, cone, vật hình nón. Cone. Over, over, vượt qua, qua khỏi. Over. Sentences: I hop over the rope at home. I hop over the rope at home. Tôi nhảy qua cái dây ở nhà. In this part you do IPA. Ở phần này chúng ta sẽ viết IPA của các từ vựng ở phía trên. Chúng ta sẽ viết 4 IPA của 4 từ sau: home, bone, cone và rope. Các bạn lưu ý nè, đây là âm O. Chúng ta sẽ viết om ở đây. Âm đầu là h. Chúng ta sẽ viết h. Rồi tới om. Rồi m. Âm đuôi là m. Home. Tương tự như vậy. Chúng ta sẽ hoàn thành 3 từ còn lại. Và các bạn lưu ý, không có âm k. Không có âm k ở trong APA. Chỉ có âm k. Âm k này. K. Alright, homework. Bài tập về nhà, chúng ta sẽ học thuộc các từ vựng ở trên. Chúng ta sẽ viết mỗi từ 5 dòng, mỗi dòng 2 lần. Và chúng ta sẽ viết kèm với IPA ở bên cạnh. Lần này chúng ta sẽ viết từ và đi kèm với nó là chúng ta viết IPA ở bên cạnh nha. Và chúng ta sẽ đặt câu với mỗi từ ở trên này.